Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 29 tháng 8 năm 2021. Và trong lúc buổi sáng này thì tôi muốn chia sẻ với các bác đôi điều về tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tức là anh Phan Văn Mãi. Hôm trước thì tôi có một cái bài viết, một cái bài mà tôi lấy lại của nhà báo Nguyễn Công Khế khi nói về anh Phan Văn Mãi, gồm những cái lý do nó cụ thể, nó cận đại hơn. Có nghĩa rằng là phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi khi trở thành chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì theo lời của nhà báo Nguyễn Công Khế của báo Thanh Niên, gọi là cựu thôi, có thể nhiều bác không thích anh Nguyễn Công Khế. Nhưng mà ở đó cũng hé mở nhiều cái thông tin để chúng ta thấy rằng là anh Phan Văn Mãi là một cái người rất nhiệt tình trong công tác và cũng hiểu rất rõ về cái lợi ích nhóm từ cái thời rất là lâu rồi. Có lẽ lúc đó anh chỉ có khoảng tầm 30 mấy tuổi thôi, bởi vì năm nay anh có 48 tuổi mà đó. Thì cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Đó là đôi điều chúng ta có thể nhìn nhận được về anh Phan Văn Mãi. Tôi thì không ở Bến Tre, cũng lâu lắm rồi tôi cũng không về Bến Tre. Cho nên rằng để tìm hiểu về tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì mình cũng phải tìm hiểu qua nhiều góc cạnh của vấn đề. Một người bạn của tôi tại Tiền Giang, một người mà cũng rất là hay đi, thì bạn ấy có nói đôi điều về anh Phan Văn Mãi thế này. Thứ nhất, bạn ấy khẳng định rằng là con người ta thì sẽ phải chịu rất nhiều cái áp lực, chức quyền càng cao tiền thì càng phải tu dưỡng, nếu như không tu dưỡng thì nghịch cảnh ắt sẽ đến và sẽ thân bại danh liệt. Nhưng mà bạn ấy ở Tiền Giang thì có mấy lần đi công tác ở Mỹ Tho, qua cầu Rạch Miễu là đến Bến Tre rồi, và chạy tầm 15 km thì qua huyện Châu Thành và đến thành phố Bến Tre. Thì bạn ấy nói rằng là có thấy thành phố Bến Tre phát triển đẹp hơn, cụ thể hơn là so với các thời của những thành phía trước, và bạn ấy hy vọng rằng là khi về thành phố Hồ Chí Minh thì ít nhất là anh Phan Văn Mãi cũng cũng làm được cái điều này đối với thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thì vẫn kỳ vọng vào Thủ Thiêm, theo lời mà nhà báo Nguyễn Công Khế đã nói, và năm cái điều mà nói về anh Phan Văn Mãi tôi đã chia sẻ. Nhưng ở đây á, tôi trong cái video clip này vào lúc buổi sáng thì tôi muốn chia sẻ với các bác một cái thông tin nó cũng độc quyền hơn. Đây là một người sếp cũ của tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sếp cũ nhưng cũng không làm to đâu, tôi nghĩ thế. Và bác ấy bây giờ thì bác ấy cũng đã nghỉ hưu rồi, và bác ấy có gửi mail cho tôi như thế này. Hôm trước thì cũng gửi mấy hôm rồi, từ hôm 27 cơ, nhưng mà đến hôm 29 tôi mới chia sẻ với các bác được, bởi vì tôi quên mất. Nhân thể nhiều bác nhắc trong buổi livestream hôm qua thì tôi nhắc lại về cái này, và tôi xin phép đọc nguyên văn để các bác có thể hiểu. Đôi lời với Hoàng Trang Trang TV. Tôi là người Bến Tre và năm nay đã 65 tuổi, đã về hưu. Trước thì làm tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre. Đôi chút về Phan Văn Mãi. Cách đây khoảng 20 mấy năm, lúc đó Mãi còn làm ở văn phòng Ủy ban tỉnh Bến Tre. Lúc đó Mãi chắc còn khoảng 26-27 tuổi. Tôi có dịp dựng cho văn phòng Ủy ban tỉnh một tiểu phẩm để hội thi. Mãi là diễn viên kịch, nghĩa là anh Mãi có làm diễn viên nha. Trong lúc dàn dựng làm việc với đội kịch thì trong đó có Mãi. Thời điểm năm ấy tôi là người viết kịch bản và dàn dựng, giống như là đạo diễn bây giờ đó, thì ít ai có dám ý kiến hay là góp ý với tôi. Nói thế thì để Hoàng hiểu. Nhưng trong khi dàn dựng thì Mãi là người có ý kiến và góp ý rất là nhiều. Nhưng ngôn phong, phong vách thì rất từ tốn, chân chất và thật gần gũi.
và rất tốt cho kịch bản mà tôi viết và dựng. Chú cháu thì làm việc hơn một tuần gần gũi nhau nên cũng hiểu chút ít về tính tình của Mãi. Rồi công việc thì không gặp nhau nữa. Thời gian sau thì cũng cả chục năm, khi Mãi về làm bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bến Tre, rồi phó bí thư tỉnh ủy, lại gặp nhau. Cũng một tính tình là kính trên và hiểu dưới. Chân chất, mộc mạc và bình dị. Mến nhất là khi gặp Mãi không được 3-4 phút vì công việc của Mãi rất nhiều. Nhưng lần nào gặp thì với cách chào đầy mến nhớ. Chào lão gia khỏe chứ, vân vân. Tôi nghĩ rằng Mãi dập được dịch là điều đầu tiên Mãi phải chiến thắng. Còn những việc về sau, vân vân, thì thú thật tôi phải nói thời gian sẽ trả lời. Chứ không thể khẳng định ngay được. Con người thì sẽ có thể thay đổi theo thời gian. Cám dỗ còn nhiều lắm. Đường dài thì mới biết ngựa hay, Hoàng ạ. Tôi mong muốn rằng Phan Văn Mãi sẽ mãi là người con cái của cái nôi quê hương đồng khởi xứng đáng như người dân Bến Tre mong muốn. Thân mến, chào Hoàng Dôn, Tiến Hòa. Chia sẻ với các bác đôi điều như vậy để các bác có thể thấy rằng là một nhà báo với Cung Khế thì kể lại một cái thời điểm gần đây trong cái đoạn mà có đến thăm nhà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, thì lúc đó là có Phó Bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi và anh ấy cũng đã đưa ra những cái việc của mình. Trong buổi phát biểu lễ nhậm chức thì anh ấy cũng nói rằng anh ấy lại sẽ duy trì cái lối sống, sẽ ứng xử phù hợp, sẽ quan hệ phù hợp để mà giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người Cộng sản như là Tổng Bí thư mong muốn. Tôi rất hy vọng điều như vậy. Bởi vì các bác có thể thấy rằng là qua bản thân của anh Mãi nói chuyện là anh ấy sẽ khiêm tốn học hỏi. Qua nhà báo với Cung Khế thì chúng ta cũng thể thấy rằng là tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng khiêm tốn học hỏi, kính trên và hiểu dưới. Qua một người sếp cũ và hai cái câu chuyện cách cũng khoảng tầm 20 năm, hơn 20 năm thì từ ngày xưa thì anh Phan Văn Mãi cũng đã như vậy rồi. Và các bác qua câu chuyện thì các bác có thể thấy rằng là anh là người không ngại va chạm để mà làm việc. Đúng không? Thông qua cái việc mà góp kịch bản. Có những cái điều rất nhỏ nhoi thế thôi. Nhưng nhiều người không dám đâu. Góp ý kịch bản. Cái thứ hai nữa rằng là mặc dù góp ý nhưng rất là chân thành và chân chất. Và sau này rất là lâu đến khi làm chức vụ rất là cao, gặp lại người sếp cũ, gặp lại cái người cũ của mình thì vẫn kính trên và hiểu dưới và vẫn chào một cái lời nói rằng là chào lão gia, nó vừa chân thành nhưng nó cũng vừa rất là gần gũi, nó không phải là một cái gì đó nó sao rỗng để chúng ta có thể đánh giá được. Tất nhiên nói về tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì còn quá sớm để chúng ta có thể là nhận xét đôi điều về điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng là anh Phan Văn Mãi sẽ hiểu được cái mức độ nguy hiểm và cần một cái quyết tâm cực lớn. Bởi vì nhiều khi chỉ cần một lần gật đầu thôi thì nó sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ n, rồi n cộng 1, n cộng 2, n cộng n luôn. Tôi rất hiểu cái điều đó. Đó. Khi mình đã nhúng chàm một lần rồi thì không thể nào được. Tôi tin rằng anh Phan Văn Mãi sẽ không nhúng chàm. Và anh có đủ cái cơ sở, có đủ cái bản lĩnh để có thể rằng là xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết những vấn đề trung hạn và dài hạn, bao gồm cả Thủ Thiêm và liên quan đến cả vấn đề đốt lò nữa. Nhưng trước mắt thì vẫn là cái tình hình dập dịch như thế này. Thông qua một số người thì tôi cũng đã hiểu một chút. Có nghĩa rằng là khi mà làm phó ban chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh thì những cái ý kiến và những cái góp ý của anh Phan Văn Mãi đối với ban chống dịch mà trước đó thì anh Nguyễn Thành Phong làm chủ thì được đánh giá rất là cao chứ không phải là bình thường, và đã được từ 26 tháng 7 rồi, tháng 8 rồi, tháng 7 rồi. Cho nên là chúng ta dù sao cũng có một cái phần kỳ vọng, và tôi vẫn mong muốn rằng là chắc chắn, thực ra là tôi cũng nghĩ rằng là anh ấy thừa sức để nhận định được cái điều này. Có nghĩa rằng là đến lúc này sứ mệnh đã trao cho anh một cái vai trò lịch sử để mà anh ấy kiến tạo và chấn hưng thành phố Hồ Chí Minh, một cái thủ phủ đầu, gọi rằng là đầu của cả nước.
rất là mong muốn một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của cả nước, một đầu tàu kinh tế. Và nếu như mà làm được thì phải nói rằng là tuyệt vời, và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là Phan Văn Mãi sẽ làm được cái điều này. Đây là một bức thư của một người cũng đã 65 tuổi rồi gửi cho tôi, và tôi cũng đã xác minh cái điều đó, cho nên các bác có thể hoàn toàn tin tưởng được. Đó. Chứ tôi nói sai thì chắc là một ai đó ghét thì người ta sẽ bục tôi ngay, chứ không phải đùa đâu. Đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành, và chúng ta kỳ vọng là những điều tốt đẹp sẽ đến với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và với toàn bộ đất nước chúng ta. Chúc các bác một buổi sáng an lành.